Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ cho mình xin một like, một đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Tiếp tục video này mình sẽ cập nhật lại một dự án BCV này các bạn. Mình nhận token của sàn BitSwap nha các bạn. Thì video trước mình dự án mới ra, mình làm video gấp quá khuya nữa các bạn. Mình không có thể làm chi tiết cho các bạn nha các bạn. Video này mình cập nhật chi tiết cho các bạn mới có thể làm được mà. Để tham gia giá hôm nay các bạn cần copy cái phần link mô tả dưới video của mình, các bạn dán vào trình duyệt đáp trên dưới chút wallet các bạn. Sau khi bạn dán xong thì các bạn bấm vào connect nha các bạn. Sau khi connect xong thì các bạn để nhận được token BRI thì các bạn nhấp vào ba dấu gạch lên cùng nữa các bạn. Các bạn nhấp vào mục free BXV limit nữa các bạn. Sau đó các bạn lướt xuống các bạn. Thì các bạn mỗi ngày tối đa các bạn có thể kiếm được 5 token có kêu là BXV này, token của sàn BitSwap nữa các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục HV nè. Rồi nó có một cái captcha, các bạn nhấp vào lưới captcha nghe các bạn. Không khói. Này thì dự án này nó là như là đầu minin như thế các bạn. Xe đạp. Rồi sau đó các bạn bấm vào HFS nè bạn. Quỷ bỏ. Sao nó không đầu các bạn. Để mình làm lại các bạn. Rồi các bạn nhấp vào captcha rồi các bạn bấm vào mục đồng ý nghe tất cả các bạn, thì tự động nó đào token này sau 30 phút các bạn vào các bạn lướt captcha một lần nữa nha các bạn. Cái này nó đào tự động, nó đào trong vòng 30 phút nữa các bạn. Thì token số dư bên chỗ này các bạn. Sau khi các bạn về số dư này các bạn chờ thiệt là nhiều, khoảng 10-20 token các bạn vào withdraw, các bạn có thể rút về sàn với chocolate của tất cả các bạn, hoặc có thể các bạn giao dịch trên sàn này luôn các bạn. Thì các bạn bấm vào một exchange nè các bạn. Thì các bạn có thể chạy qua bên bi nha các bạn. Thì token này tức là mình coi hiện tại giá token của coi sàn BitSwap này nó rất là cao luôn các bạn. 20 token bằng 0.68 BNB nè các bạn. Qua UDT cơ. Trời này khá là ngon các bạn. Gần 23 đô các bạn. Như vậy là 20 token này các bạn đào có thể 4 ngày là được 20 token nha các bạn. Mỗi ngày được khoảng 3, 4, 8, 2, 5, 10, 15, 20. Mỗi ngày các bạn gần 6 đô nữa các bạn. Ok, vậy mình đã cập nhật dự án BitSwap cho các bạn. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.